Xin kính chào quý cô chú ý chị và các bạn yêu lan trên mọi miền tổ quốc. Em xin được giới thiệu tên là Biểu, chuyên bán phong lan rừng tại Cao Bằng. Và số điện thoại để cô chú ý chị liên hệ đặt hàng bên cơ sở lan rừng nhà em là 0849 490 188 hoặc 0396 164 604. Hiện tại là buổi tối của ngày 1 tháng 6 năm 2020 thì tối hôm nay bên cơ sở lan rừng nhà em có cập bến nhiều những mặt hàng lan đẹp để giao lưu cùng cô chú anh chị và các bạn. Và bên cơ sở lan rừng nhà em có ship hàng toàn quốc, khi cô chú anh chị nhận hàng thì mới phải thanh toán trả tiền cho bên người phát hàng. Giá em báo thì sẽ chưa bao gồm có phí vận chuyển, và khi cô chú anh chị đặt hàng có thể gọi điện hoặc là nhắn tin theo hai số điện thoại mà bên em vừa cung cấp. Sau đây em xin được điểm qua chi tiết từng mặt hàng, báo giá đến cô chú anh chị và các bạn cái mặt hàng hiện tại bên em đang có. Trước tiên là những cái mặt hàng kg hôm nay bên em có ạ. Đầu tiên đó là dòng đai châu rừng bóc trụ của chú anh chị này, đai châu rừng bóc trụ. Lô hàng hôm nay về là những cây nhỏ mà lá xếp rất là xinh, bản lá dày lá xếp rất là xinh. Và 1kg của hàng châu này nó sẽ rơi vào khoảng tầm 8 cho đến 12 cây trên 1kg. Cây rất là khỏe và lá xếp rất là đẹp như thế này. Và dòng đai châu rừng bóc trụ thì cái thực sự là cái hàng cây lớn thì khá nhiều, nhưng mà những cây nhỏ như vậy thì em săn rất là lâu rồi mới có hàng này cô chú anh chị này. Với giá em bán là 620.000 cho 1kg. Dòng châu rừng bóc trụ cô chú anh chị nhá, lá xếp rất là đẹp luôn, từ 8 đến 12 cây trên 1kg. Rồi tiếp theo sang bên này là em có hai dòng hài rất là đáng siêu tầm, đó chính là dòng lan hài Helen. Helen chuẩn bị đến mùa hoa cô chú anh chị nhá, và dòng lan phân bố chủ yếu rất là hẹp, chủ yếu ở vùng Cao Bằng là có thôi. Được mệnh danh là những nàng công chúa tóc vàng, hoa rất là sai mà bông hoa vàng rất là đẹp. Với giá em bán là 420.000 cho 1kg ạ. Và bên này đây là dòng lan hài mốc hồng, những cái bông hoa hài mốc hồng phải nói là những cái tuyệt phẩm rất là đẹp, tuyệt vời luôn. Hài mốc hồng những cây nhỏ nhỏ như vậy thôi nhưng khi ra hoa thì nó rất là to cô chú anh chị nhá. Em bán hài mốc hồng này với giá là 150.000 cho 1kg thôi, và số cây nó sẽ rơi vào em bán từ 0,3kg trở lên cho một loại lan hài nhé, chú ý chị nhé. Tiếp theo bên này là dòng lan bạch ngọc đuôi công, một trong những cái dòng lan kiếm được liệt vào top những cây lan kiếm đẹp, hội tụ tất cả những cái vẻ đẹp của dòng lan kiếm, nở hoa đúng vào Tết này. Và bông hoa rất là to, bền và cực thơm của chú ý chị nhé. Với giá là 300.000 cho 1kg. Rồi tiếp theo sang bên này là dòng lan hoàng thảo thập hoa. Lô hoàng thảo thập hoa này hôm nay về rất là đẹp nhé cô chú anh chị nhé, cực xinh luôn. Hôm nay hiện tại vẫn còn có lác đác những cái nụ này. Hoàng thảo thập hoa em bán với giá là 130.000 cho 1kg thôi. Bên này đây hôm nay em về cập bến cái lô đùi gà dẹt rất là đẹp luôn ạ. Những cái mảng dề, có những dề rất là lớn cô chú anh chị nhé, mà cây thì xanh mướt lá luôn. Hiện tại thì hàng này thì hứa hẹn chắc chắn là Tết và xuân sẽ cho những cái chùm hoa, những cái giò lan tuyệt vời để cô chú anh chị chiêm ngưỡng ạ. Dòng lan đùi gà dẹt này em bán với giá là 180.000 cho 1kg, dòng đùi gà dẹt. Và bên này là kiều vuông mỡ gà của vùng Cao Bằng, xanh mướt luôn cô chú anh chị này. Và cái hàng này cây không quá dài nên cô chú anh chị khi mà lên giò thì phải nói là cực xinh nhá, tròn đẹp luôn và hoa cực kỳ là sai, riêng dòng kiều vuông mỡ gà bên em. Với giá em bán là 200.000 cho 1kg thôi ạ. Và bên này là hoàng thảo đơn cam, một trong những dòng hàng gọi là top những cây lan quý và đẹp, những cây lan quý và đẹp có mặt hoa cực kỳ là rất là độc đáo của chú anh chị này. Màu cam lửa, lưỡi mang hình dáng, cái lưỡi của nó này mang hình dáng của những chiếc vi mạch, rất là độc đáo và đẹp. Dòng hoàng thảo đơn cam này thì em xin phép được bán với giá 650.000 cho 1kg. Và em bán từ 200g trở lên thôi, 200g cô chú anh chị đã thoải mái sưu tầm rồi nhá. Và nếu như cô chú anh chị, đây sẽ là những cái lô hoàng thảo đơn cam cuối, tại vì qua đi là cũng sẽ không có kiếm được đơn cam đâu, tại vì cái dòng đơn cam này nó rất là khó kiếm cô chú anh chị ạ. Cây nếu như qua đi, cây nó không có lớn lắm nên là tìm rất là khó. Hiện tại nó đang mùa hoa như vậy này, nó rất là rực rỡ nên là người dân mới dễ kiếm tìm. Và với 200.000 với 200g cô chú anh chị đã thoải mái sưu tầm cho mình rất là nhiều cây giống hoàng thảo đơn cam rồi nhá. Tiếp theo bên này đây là kiều tím miền Trung hay còn gọi là kiều hồng. Hàng đã cắt tỉa rất là kỹ, mà đặc biệt là cái lô kiều tím bên em là hiện tại đang bắt đầu là sưng những cái mắt nụ thôi, nên là về cô chú anh chị sẽ được ngắm hoa luôn trong cái thời gian rất rất là ngắn tới này cô chú anh chị này. Kiều tím miền Trung này thì em xin phép bán với giá là 330.000 cho 1kg. Dòng lan rất là dễ thuần và dễ chăm ạ. Dễ thuần dễ chăm. Và đây hàng xanh lá rất là đẹp, bản lá dày ngắn, thân lùn rất là đẹp như vậy nhá. 330.000 cho 1kg. Tiếp theo bên này đây là dòng lan huyết nhung vàng ạ. Huyết nhung vàng này cô chú anh chị này, một dòng lan liệt vào top những cây lan hiếm đấy ạ.
hiếm và phân bố cũng chủ yếu ở vùng Cao Bằng thôi. Huyết nhung vàng, hoa của nó thành những cái bông hoa vàng như những ánh sao, rất là đẹp ạ. Với giá em bán là 180.000 cho 1 kg cô chú anh chị nhé. Rồi tiếp theo bên này đây là em có phi điệp vàng, cô chú anh chị có thể nhìn thấy ạ, cái lô hàng rất là đẹp như vậy nhá. Cũng chuẩn bị đến mùa hoa của phi điệp vàng rồi, bắt đầu là có những, chuẩn bị có những mắt nụ rồi này. Phi điệp vàng với giá là 140.000 cho 1 kg đấy ạ. Bên này đây là giáng hương cẩm báo này. Giáng hương cẩm báo vừa về đây cô chú anh chị này, cũng đã cắt tỉa bớt rễ rồi cô chú anh chị nhá. Mà lá thì rất là đẹp luôn. Hàng này thơm từ thân lá rồi, không phải thơm từ hoa không. Cái hàng này thì em xin phép được bán với giá là 200.000 cho 1 kg ạ. Hoàng thảo nghệ tâm. Nghệ tâm này thì em bán mỗi một bó như vậy nhá. Hoàng thảo nghệ tâm mỗi một bó như vậy với giá là 50.000 cô chú anh chị này. Cây nhìn như vậy thôi nhưng mà khi mà ra hoa thì không có điểm nào để chê luôn. Cô chú anh chị có thể lên Google để search biết cái mặt hoa của hoàng thảo nghệ tâm này. Và bên này là kiều vàng. Kiều vàng hàng này thì hơi ít lá cô chú anh chị nhá. Kiều vàng thì ít lá như vậy đấy ạ. Về cô chú anh chị cứ yên tâm thôi, nó sẽ lên những cái mầm mới. Hàng này thì em cũng vào vườn ghép rất là nhiều, có những cây còn trơ trọi lá gãy nhiều, em cũng cho vào vườn đấy ạ, nhưng mà nó vẫn lên mầm bình thường cô chú anh chị nhá. Kiều vàng hàng ít lá như vậy em xin phép được bán với giá là 140.000 cho 1 kg, à 150.000 cho 1 kg thôi. Em bán thanh lý cô chú anh chị nhá, bình thường 180.000 đấy ạ. Còn bên này là hoàng thảo chuỗi ngọc bắc này, hiện tại cũng đang bắt đầu lên mầm mà hoa của chuỗi ngọc thì rất là rực rỡ luôn ạ. Bền hoa và rực rỡ nhá. Em bán với giá là 180.000 cho 1 kg. Tiếp theo bên này đây là hoàng thảo lụa vàng, một trong những cây lụa vàng coi là dòng lan đẹp. Dạ, có những thân hoa rất là căng như vậy đây cô chú chị này. Cái thân này chắc chắn là đến mùa hoa sẽ rất là rực rỡ luôn. Em bán với giá là 220.000 cho 1 kg. Bên này em có nhất điểm hoàng nhé cô chú chị nhé. Đây là nhất điểm hoàng ạ, với giá là 80.000 cho 1 kg. Bên này đây là đùi gà tròn. Đùi gà tròn của vùng Cao Bằng đấy ạ. Mặt hoa cực đẹp luôn. Cái hàng này thì mùa hoa mùa nụ bao giờ cũng phải giá trên 200. Hiện tại nó vừa qua mùa hoa xong nên dòng gà của vùng Cao Bằng em bán thì có chú ý chị sưu tầm cho mặt hoa gà của vùng Cao Bằng được coi là rất là đẹp này. Với giá là 200.000 cho 1 kg cô chú ý chị nhé. Và bên này là Vanda. Vanda. Vanda thì ở đây em có một số bó Vanda, em đã chia ra theo từng bó rồi. Đây một bó đẹp như vậy đấy ạ, thì em bán với giá chỉ 50.000 một bó thôi. Thoải mái cô chú ý chị làm được một giò đẹp nhé. Tiếp theo bên này đây là dòng lan quân tử ạ. Dòng lan quân tử này, mạc xuân hay là còn gọi là mạc quân tử, một cái dòng lan mà nói chung là tất cả những người chơi lan thì gần như ai cũng đều có cho mình những cái giò mạc xuân này, bởi vì hoa của nó rất là thơm mà lại nở đúng Tết cô chú anh chị nhá. Và đặc biệt là người ta cũng muốn bắt sổ số những cái bông hoa đẹp của dòng mạc xuân này. Với giá em bán 100.000 cho 1 kg. Và bên này là dòng lan môi dâu lược nhá. Môi dâu lược có màu hoa trắng, mùi hương thơm dịu ngọt ngào ạ. Với giá em bán là 60.000 cho 1 kg thôi. Bên này thì em có một cái lô combo gồm có bạch nhạn và quế tím. Combo bạch nhạn và quế tím này em bán 120.000 cho combo này. Và bên này là một cái combo gồm có giáng hương tam bảo sắc, một bó rất là đẹp, thoải mái cô chú anh chị là một giò đẹp luôn. Và bên này là cái hồ điệp rừng cô chú anh chị nhá. Màu hoa vằn độc đáo và hàng khá là hiếm đấy ạ. Cái chỗ hồ điệp rừng này có những cây đấy ạ cô chú anh chị này, nhìn này, cây này rất là to mà nhiều vòi hoa, vừa rồi nhiều vòi hoa như thế này đấy ạ. Cái lô hồ điệp rừng và giáng hương tam bảo sắc này em bán với giá là 150.000 cho lô combo này. Bên này đây là hoàng thảo hương vani, hàng đang hoa và đang đụ. Cái dòng hương vani này thì cái mùi hương phải nói là cực kỳ là ngọt ngào, ngửi mùi hương thơm thôi đã thấy là nó ngọt lịm rồi cô chú anh chị này. Hương vani, toàn bộ cái lô hương vani này em bán với giá là 150.000 cho lô hương vani này cô chú anh chị nhá, được rất là nhiều luôn. Và bên này là em có hai dề, hai giò nguyên bản hương vani, màu sắc hồng rất là đẹp mà đang sai hoa chi chít như thế này. Mùi hương ngọt ngào lắm cô chú anh chị ạ, mùi hương cực ngọt ngào luôn đấy. Hai cái giò hương vani này thì em xin phép được bán với giá là 220.000 cho hai giò nguyên bản hương vani này. Và ở đây em có một phần tóc tiên này. Phần tóc tiên này dài mướt các bạn, cô chú anh chị nhìn này, rất là đẹp như vậy nhá. Cái lô tóc tiên này em bán với giá là 100.000 cho lô tóc tiên này. Và bên này thì em có một cái lô cẩm báo, hàng thanh lý đấy ạ. Cây nó hơi mất nước, héo nhá, nhưng mà về cô chú anh chị chăm thì đảm bảo sống tốt đấy ạ. 80.000 cho lô cẩm báo thanh lý này. Và bên này là em có cái gì đây nhỉ? Hạc vĩ bắc hay còn gọi là phi điệp hồng. Cái dòng hàng này thì những cái dạo trước người ta cho vào vườn rất là nhiều, thường
hiếm có, rất là ít có. Tại vì hàng này vào vườn thì dễ trồng, dễ chăm mà phát triển rất là mạnh cô chú anh chị ạ. Cái dòng hạc vị Bắc này thì em bán với giá là 250.000 cho 1 kg nhé. Rồi tiếp theo bên này đây, cô chú anh chị có thể nhìn cho em những cây châu Thái hàng lá xếp nhiều cặp lá như vậy đấy ạ. Mỗi một cây lại có ít nhất là từ 4 cặp lá trở lên cô chú anh chị nhé. Hàng bảng gỗ ít nhất 4 cặp lá trở lên, hiện tại đang bắn những cái rễ non. Và những cây này thì các em cô chú anh chị có thể thấy là năm ngoái là đã cho hai vòi hoa rồi, là chắc chắn năm nay lên cô chú anh chị có thể được thưởng thức những bông hoa rất là tuyệt vời của nó, dòng đai châu Thái. Và hàng bảng gỗ như vậy thì em xin phép bán mỗi một bảng này là 200.000 cho một bảng nhé cô chú anh chị nhé. Hàng phải nói là xếp cực đẹp luôn như thế này này cô chú anh chị này, 200.000 cho một bảng châu Thái ạ. Rồi tiếp theo bên này đây là em có những cái bảng phi điệp tím, hàng gieo hạt nhá cô chú anh chị nhá. Phi điệp tím, hàng này là hàng tem và chuẩn mặt hoa luôn. Cái hàng này thì nó là cái hàng bông hoa tím đậm và lưỡi bệt này. Và mỗi một bảng phi điệp tím hàng lưỡi bệt như vậy mới mặt hoa, hứa hẹn mặt hoa cực xuất sắc, em bán với giá là 90.000 cho một bảng. Rồi tiếp theo sang bên này là những cái giò đen đô xuân. Những giò đen đô xuân thì cũng rất là nhiều thân như thế này cô chú anh chị này. Một chậu nhiều thân và khỏe đẹp như vậy, hàng thuần trong nước nhé. Em bán với giá là 200.000 cho một chậu. Hàng này ít nhất là có 3 thân trưởng thành và thêm những cái cây con đang lên rất là nhiều luôn nữa cô chú anh chị này. 200.000 cho một chậu đen đô xuân này, để cô chú anh chị về có thể chăm sóc và chơi hoa xuân, hoa Tết ạ. Rồi tiếp theo bên này đây thì cô chú anh chị có thể nhìn thấy cho em, đây là những cái cây, những cái bảng Corat Koki cô chú anh chị nhá. Cây thì nó rất là giống với cái giáng hương của giáng hương Tam Bảo Sắc ạ. Tuy nhiên khi mà sổ hoa thì dòng Corat Koki này hoa sẽ rất là đẹp ạ. Màu sắc của nó có thể là hồng, hồng đậm này. Cái bông hoa, khuôn bông hoa ấy giống Tam Bảo Sắc nhưng bông hoa của nó to hơn rất là nhiều, bền hoa và rất là khỏe cây cô chú anh chị nhé. So với Tam Bảo Sắc thì nó to hơn rất là nhiều, bền hoa và rất là khỏe cây, sinh trưởng rất là mạnh. Và những cái bảng Corat Koki như thế này, hôm qua thì em có những cái bảng nó to đẹp hơn, em bán với giá là 200.000 cho một bảng. Tuy nhiên cái hàng hôm nay thì em sẽ chỉ còn có những cái bảng nó nhỏ hơn như thế này thôi, bảng 3 thân, 2-3 thân nhưng mà nó sẽ nhỏ hơn ạ. Và hàng này thì cô chú anh chị nhìn này, những cái bảng như vậy khi mà ra hoa, hoa những cái bông hoa chùm nó thòng xuống, treo lên như vậy, thòng xuống rất là đẹp luôn cô chú anh chị nhé. Và em cũng xin nói thêm là mỗi một bảng Corat Koki này thì em bán với giá 160.000. Và tuy nhiên thì cái hàng này là dòng dễ gió, và cây này thì người ta bó vào một cái bảng gỗ hoặc là một cái bảng nhựa. Bảng gỗ hoặc là một cái bảng nhựa. Tuy nhiên thì cái hàng này ấy, thì cái rễ của nó phát triển rất là mạnh, nhưng mà cái phần rễ của nó bám vào bảng gỗ này không có nhiều cô chú anh chị nhé. Không thì về lại bảo là cái em bán hàng nguyên bản mà hàng thuần mà lại chả thấy bám gì cả. Đấy, đấy. Thì em cũng nói rằng hàng dễ gió và chủ yếu là ghép vào như vậy để có chỗ để treo thôi, chứ còn nó hút chất dinh dưỡng ở bên ngoài ạ cô chú anh chị nhé. Và em xin nhắc lại giá một bảng như vậy chỉ với giá là 160.000 cho một bảng thôi. Và có mặt hoa rất là đẹp, cây sinh trưởng rất là khỏe và dễ thuần, dễ chăm cô chú anh chị nhá. Dễ thuần, dễ chăm ạ. Đó. Nè, những bảng như vậy này. Đó, 160.000 cho một bảng, rất là xinh luôn. Dòng hàng này so với Tam Bảo Sắc thì nó hoa nó đẹp hơn rất là nhiều cô chú anh chị nhá. Rồi tiếp theo sang bên này thì em có những cái phần giáng hương đuôi cáo này, phần phi điệp tím ạ. Những cái hàng cáo nguyên bản hoa phân nhánh, hôm nay em có những cây hoa phân nhánh cực đẹp để giao lưu cùng cô chú anh chị nhá. Em xin được giới thiệu từ những hình đầu tiên trở đi ạ. Em có hình số 1 này cô chú anh chị này. Hình số 1 này có tất cả là 11 cây cáo nhá, 11 cây cáo chọn lựa và cái không có gãy dập ngọn gì cả này cô chú anh chị này. 11 cây cáo này với giá 180.000. Hình số 2 có 5 cây cáo to ạ. 5 cây cáo to nhá quý anh chị nhá. 5 cây cáo to ở hình số 2 180.000. Hình tiếp theo hình số 3. Một phần cáo rất là đẹp như thế này. Em có 5 cây ạ, 130.000 cho 5 cây cáo rất là đẹp này. Tiếp theo là hình số 4. Hình số 4 này với giá 180.000, hình này có 6 cây cô chú anh chị nhá. 6 cây với giá 180.000 ạ. Và bên này đây là hình số 5. Hình số 5 này em bán với giá là 170.000 và hình này có tất cả đến 13 cây cơ. 13 cây cơ cô chú anh chị nhá. Tiếp theo là hình số 6 này. Hình số 6 một phần cáo giống xinh xinh cũng 15 cây với giá là có nhiều cây xếp luôn cô chú anh chị này. Nhiều cây xếp luôn nhá cô chú anh chị nhá. Có tất cả là 16 cây, à 15 cây cáo. 15 cây cáo hình này em bán 200.000 ạ. Tiếp theo là hình 6A. Hình 6A này cô chú anh chị này, hình 6A có 6 cây.
Đây nhé, cô chú anh chị nhé, hình 6A có 6 cây. Hình này em xin phép được bán với giá. Hình 6A 6 cây này em xin phép được bán với giá là 180.000 ạ. Tiếp theo là hình số 7. Hình số 7 này em cũng bán với giá là 180.000. Cô chú anh chị ngắm cho em, hình này có tất cả 7 cây. Hình tiếp theo hình số 8. Hình số 8 đây ạ. Hình số 8 này em có tất cả là bao nhiêu cây nhỉ? 14 cây cáo nhé. 14 cây cáo đẹp như vậy với giá là 180.000. Và hình số 9. Hình số 9 này thì có 6 cây ạ. Đây ạ. Có 6 cây, trong đó có cả cây mẹ con rất là xinh luôn. Và hình này em bán với giá là 190.000. Hình số 9. Hình số 10 có 25 cây luôn cô chú anh chị nhé. Hình số 10 có tất cả là 25 cây cáo ở đây. Em bán với giá là 190.000. Tiếp theo là hình số 11. Hình số 11 đây ạ. Hình số 11 này thì em có 5 cây. 5 cây thì hình này em bán với giá là dạ, 5 cây đẹp, rụt, mập, khỏe, đẹp như vậy. Hình này em bán với giá là 180.000. Tiếp theo là hình số 12 là một ngọn cáo hoa phân nhánh. Và ngọn này phải nói là phân nhánh vòi hoa cực dài luôn cô chú anh chị này. Rất là dài như thế này cơ mà. Và đồng thời cái cây cáo này nó phân 3 nhánh rất là độc như vậy đấy ạ. Phân 3 nhánh rất là đẹp như thế này cô chú anh chị nhá. Ở cây rất là khỏe luôn, nhưng mà rất là tiếc là dân người ta ở trên rừng người ta không giữ được cái lá này, bị dập mất một cái lá này này cô chú anh chị này. Không ấy, cái ngọn này phải nói là quá là đẹp luôn. Hình này em xin phép được bán với giá 250.000 cho cái ngọn cáo này cô chú anh chị nhá. Phân nhánh ạ, phân nhánh vòi hoa rất là dài. Hình tiếp theo là hình số 13, cũng là một ngọn cáo xếp phân nhánh. Ở đây ạ, phân nhánh đây cô chú anh chị này. Và hình này thì là hàng lá xếp và cái cây lá này dân cũng không giữ được nên bị tét mất cái lá ở đây này. Em bán hình này với giá 220.000, 220.000 cho ngọn cáo này. Rồi tiếp theo là hình số 14. Với 7 cây cáo xinh như vậy đấy ạ, em bán với giá là 180.000. Hình số 15. Hình số 15 rất nhiều cây cáo đẹp luôn cô chú anh chị này, có tất cả là 25 cây cáo đẹp luôn nhá, xinh luôn ạ. Hình số 15 này, 25 cây cáo này em bán 190.000. Hình số 16, 7 cây cáo ạ. 7 cây cáo ở hình này em bán với giá là 190.000. Đẹp mướt luôn cô chú anh chị này. Hình số 17 có 4 cây. 4 cây to căng mướt như vậy đi ạ. Cây nào cây đấy to nhá, bản lá rất là to, đẹp luôn. Hình này em bán với giá là 180.000. Hình tiếp theo hình số 18 này. Hình 18 này em có 5 cây. 5 cây nhá cô chú anh chị nhá. À, đây là một cặp đôi này, 2 cây này. Và thêm 3 cây rời này nữa đây ạ. 3 cây rời này nữa đây, toàn bộ cái hình này đây ạ. Rất là xinh luôn, hình này em bán 180.000. Rồi tiếp theo là hình số 18A. Hình số 18A đây cô chú chị nhé. Một phần cáo xếp rất là đẹp luôn nè. Hình này có tất cả là 5 cây cáo xếp. Hình 18A là có 5 cây cáo xếp đẹp như vậy. Hình này em xin phép được bán với giá 220.000. Tiếp theo là hình số 19. Hình số 19 này là em có 2 dề. 1 dề này, 2 dề này, đẹp lắm luôn cô chú anh chị này. 2 dề này, cái cây này dề này, hai cái vòi hoa rất là đẹp luôn. Nhưng mà rất là tiếc là bây giờ chủ yếu là hàng giống thôi cô chú anh chị nhé. Chơi hoa thì rất là khó luôn rồi. Có những cây cái nụ hoa tím lịm luôn. Rồi cái hình 2 dề này em bán 180.000 nhé cho hình 19 ạ. Và hình 20 này, 4 cây cáo cực khủng đẹp như vậy đấy ạ. Hình 20 này, 4 cây cáo rất là to đẹp luôn. Hình này 180.000. Và hình 21 cũng là một cáo, ngọn cáo hoa phân nhánh này cô chú anh chị này. Kiểu dạng hoa cáo phân nhánh nó là một kiểu đột biến của dáng hương đuôi cáo ấy cô chú anh chị nhá. Hàng thì khá là hiếm ạ. Lâu lâu thỉnh thoảng mới có một cây thôi. Hình 21 này với giá 250.000. 250.000 cho ngọn cáo hoa phân nhánh này. Và tiếp theo là hình số 22. Hình 22 này em bán với giá là 180.000, có tất cả là 8 cây cáo đẹp ạ. Hình 23 180.000, hình này có 5 cây cáo to đẹp như vậy đây. Và hình số 24 5 cây cáo. 5 cây cáo của chị, anh chị nhìn cái những vòi hoa của nó này. Đấy ạ. Vòi hoa tím đậm đen rất là đẹp như thế này. Hình này có 5 cây cáo này với giá 180.000. Và hình số 25. Hình số 25 này với giá 170.000 cô chú anh chị nhá. 170.000 có nhiều cây xếp rất là đẹp luôn. Hình 25 có 8 cây quá đẹp luôn. Hình này em xin phép bán 180.000 nhá. Hình 25 180.000 nhá cô chú anh chị nhá. Hình tiếp theo hình 26. Hình 25 xin nhắc lại là 180 chứ không phải là 170 ạ.
Hình 26 là 180.000 cho hình 26 này, 180.000. Hình số 27 này, 27 này có đến 25 cây cáo cơ cô chú anh chị này, 25 cây cáo ở hình 27 này, bán với giá là 200.000. Tiếp theo là hình 28. Hình 28 là có nhiều cây cáo xếp rất là xinh và hình này có tất cả là 9 cây ạ. 9 cây nhiều cây cáo xếp đẹp nhé cô chú anh chị nhé, nhiều cây cáo xếp về đẹp. Hình này em bán 220.000 cho hình 28 9 cây. Hình số 29. Hình số 29 đây có rất là nhiều cây, 23 cây luôn này cô chú anh chị này. 180.000 cho hình này. Và đây là hình 30 là một giò cáo thuần này cô chú anh chị này. À không phải cáo thuần mà cáo nguyên bản chứ. Cáo nguyên bản 3 ngọn khỏe như vậy đây ạ. Hình này em bán với giá là 180.000 cô chú anh chị nhá. Tiếp theo là hình số 31 ạ. Hình số 31 đây cô chú anh chị này. 31 này em có 3 giò cáo nguyên bản đây. Giò 1 này, 3 ngọn xếp là 1 ngọn xếp sinh này. Giò 2 2 ngọn đây ạ. Và giò số 3 là 1 ngọn này. Đó. Và hình số 31 này em bán với giá 200.000. 200.000 cho hình số 31 cô chú anh chị nhé. Và tiếp theo là hình số 32 là một ngọn cáo xếp mẹ con ạ. Ngọn cáo xếp mẹ, một mẹ và một con đây, nhiều cặp lá này, 2 3 4 5 6 7 8 cặp lá luôn. Và hiện tại đang có hai cái vòi hoa quá tím đẹp như thế này cô chú anh chị này. Hai cái vòi hoa cực đẹp luôn nhé cô chú anh chị nhé. Một cây cáo xếp mà cái vòi hoa dài và rất là to đẹp như thế này. Và cái ngọn cáo này thì em xin phép được bán với giá là 320.000 cho ngọn cáo này. 320.000 cho ngọn cáo hình 32. Tiếp theo là hình số 33. Hình 33 em có hai giò nguyên bản, giò số 1 này cô chú anh chị này. Hai ngọn cáo nhá, xếp nhá. Hình ngọn số 2 đây ạ, một ngọn cáo đây ạ. Khỏe đẹp như vậy đây. Đó. Hai giò cáo nguyên bản này em xin phép bán với giá 220.000. Rồi tiếp theo sang bên này là hình số 34, là một cái giò cáo phải nói là một siêu phẩm nguyên bản nhá cô chú anh chị nhá, cực đẹp luôn. Đó. Rất là đẹp luôn và đặc biệt là cái giò cáo này nó là nguyên một dề cô chú anh chị này, nguyên một dề và cô chú anh chị có thể nhìn thấy là những cái vòi hoa của nó lên rất là đều như thế này. Đó. Rất là đều như thế này và đặc biệt hơn nữa đó là cái giò này có ngọn hoa phân nhánh nhá, nhưng mà rất là tiếc là dân người ta đi sơ suất nên là bị gãy mất cái nhánh ở đây rồi cô chú anh chị này. Đó, cái giò này là giò hoa phân nhánh á, mà dân sơ suất là làm hỏng mất cái nhánh ở đây rồi cô chú anh chị này. Giò cáo này có tất cả là 5 ngọn cô chú anh chị này, 5 ngọn lớn nhỏ, bản lá xếp lá cứng cáp nguyên một dề, khỏe đẹp. Ở cái hình này em xin phép được bán với giá là 1.350.000 cho cô chú anh chị nào thực sự đam mê cái dòng dáng hương đuôi cáo, sưu tầm cho mình một cái giò cáo phải nói là đẹp như vậy. Với hàng này thì em sẽ xin phép được cược 500 trước khi bọn em gửi hàng nhé. Tiếp theo là một cái hình cáo cũng không kém phần, là hình số 35 cô chú anh chị nhìn cho em. Hình 35 này cũng là nguyên một dề, một mẹ một con, cái vòi hoa của nó phải nói là cực dài luôn. Ngọn là cái vòi hoa này chắc phải dài đến tầm 60 cm ấy. 60 cm có hai vòi hoa đấy ạ. Hai vòi hoa, trong đó cái vòi hoa của nó phân nhánh dài không cô chú anh chị này. Phân nhánh dài không ạ? Đấy ạ. Rất là đẹp luôn. Ở đây cái giò này chỉ có hai ngọn thôi. Mà cái hàng này thì phải nói là rất là độc luôn, bởi vì cái vòi hoa của nó phân nhánh quá dài như này cơ mà. Đó. Đấy ạ, cô chú anh chị nhìn cho em này, đẹp. Rất là đẹp luôn cô chú anh chị nhá. Mỗi kiểu cây vòi hoa dài mà phân nhánh dài thượt đẹp như vậy thôi luôn đấy ạ. Rất là hiếm khi nào mà có được cái cây cáo nó vòi hoa dài đẹp như thế này. Cái giò cáo nguyên bản hoa phân nhánh ở hình số 35 này có hai đầu ngọn, nó cũng là nguyên một mẹ một con đấy ạ, nên là kiểu hoa của nó ra hoa rất là đồng đều như thế này đây. Với giò cáo này em xin phép được bán với giá là 750.000 cô chú anh chị nhé. 750.000 cho giò cáo hoa phân nhánh rất là rõ như thế này. Đó, vòi hoa rất là dài luôn. 750.000. Và giò cáo này em xin phép được cược 200. Nếu như cô chú anh chị nào yêu thích cái dáng hương đuôi cáo, em xin phép được cược 200 trước khi bọn em gửi hàng nhé. Là hình số 35. Tiếp theo là hình số 36 này. Là một cái combo 3 khúc nguyên bản nhé. Một giò gà này, một giò gà lẫn kiều nhé, chú anh chị nhé. Rất là tự nhiên luôn, mọc cực tự nhiên luôn ở trên rừng như vậy đây. Cái giò gà nó nguyên bản này cũng rất là nhiều nhánh. Cái giò này bình thường phải hơn 100.000 rồi đúng không ạ? Cái giò nghệ tâm này nữa đây này. Một cái giò nghệ tâm này nữa này.
Một cái combo gồm có 3 giò cáo nguyên bản mà sẽ có 4 loại lan. Em bán hình này với giá là 200.000 ạ. Và tiếp theo là hình 37, sang bên này là một số hình phi điệp tím hàng gieo hạt để cô chú anh chị sưu tầm nhá. Dòng phi điệp tím hàng gieo hạt chắc chắn là người ta đã chọn lựa những cây hoa mặt giống cây bố mẹ, phải nói là rất là đẹp rồi. Cô chú anh chị có thể cùng xem cho em cái giò hàng gieo hạt mà hiện tại đang sổ hoa, dòng điệp tím mặt hoa cực đậm như thế này cô chú anh chị này. Và cái họng của nó gần như là họng tim luôn cô chú anh chị ạ. Đẹp, rất là đẹp như thế này nhá. Đó, nói chung là đã là hàng gieo hạt thì bao giờ người ta cũng phải chọn cây cây bố cây mẹ rất là xuất sắc để mà người ta gieo, đúng không ạ? Nên là cái tỷ lệ mà khi mà những cây con mà sổ hoa có mặt hoa đẹp thì rất là nhiều. Ở đây thì em chỉ có 3 hình thôi, là hình 37. Hình 37 với giá là 200.000. Nói chung là cây này không phải chỉ tím thôi mà lô vừa rồi em còn có cả những cây nó hơi ám nữa này. Khi này em bán 200.000 cho hình số 20. Và hình số 2, à hình số 37 chứ, 37 200.000. Hình số 38. Hình số 38 này với giá 180.000 ạ. Và hình số 39 190.000, rất là khỏe đẹp luôn. 40 là một phần vanda. Quá đẹp cô chú anh chị này. Ngắm thân lá không đã mê rồi. Cây này không biết là bao nhiêu cặp lá cô chú anh chị nhìn cho em ạ. Đó, cái giò vanda, phần vanda này. Nó nguyên một rề đấy ạ. Nhưng mà cồng cành là dân người ta cắt nhiều rễ dài sao mà dân người ta cắt ra luôn đấy ạ. Cái phần vanda này em xin phép được bán với giá là 150.000 cho lô vanda hình 40. Và sang hình 41 là những cái phần phi điệp tím hàng bắc chuẩn rừng vùng Cao Bằng, cho cô chú anh chị nào yêu thích và săn tìm cái hàng Cao Bằng nhé. Và điệp Cao Bằng thì được coi là một cái vùng miền mà có mặt hoa phải nói là đẹp, rất là đẹp mà được nhiều người chơi lan ưa thích ạ. Hình số 41, 520.000 cho một cái rề này. Về cô chú anh chị thoải mái cắt thân già, rất nhiều thân già thoải mái cô chú anh chị cắt để ươm ki nhá. Mùa này ươm ki thì vẫn còn lên rất là tốt đấy ạ. Hình này xin nhắc lại giá là 520.000. Và hàng này thì em thấy là nụ nó rất là lớn rồi, vận chuyển đóng gói về gần như là hỏng nụ hết. 520.000 cho cái rề này. Hình tiếp theo là hình số 42. Thân quá mập luôn cô chú anh chị này, thân quá to và mập luôn ạ. Hình 52 này em bán với giá 600.000 cho rề 52 này đây. Và hình số 5, à, hình số 42 chứ 600. Hình số 43 420.000 thôi ạ, 420.000 thôi cho hình 43. Và hình số 44 là 480.000. 480.000 cho hình số 44. Và hình số 45 nó là nguyên một rề có hai mầm tơ như thế này. Nguyên một rề hai thân tơ và hiện tại đang lên hai mầm tơ nhá. Về cô chú anh chị chăm chỉ cần sang năm thôi là giò rất là đẹp luôn. Hình 45 này em bán 700.000 cho rề này, kèm theo vô khối những cái thân già luôn ạ. Hình số 46 580 này cô chú anh chị này. 46 580 trong nguyên một rề này. 580 cô chú anh chị nhá. Và hình số 47 là một cái rề hàng thân vàng óng luôn cô chú anh chị này, đây ạ. Cái thân tơ vàng óng luôn. Cái hàng này thì đang bắt đầu là nứt nụ thôi, còn chưa có nụ đâu, năm hay là năm nay trốn hoa không biết nữa. Đấy ạ, cái dề này thì hiện tại đang lên mầm tơ, một mầm, hai mầm tơ rất là khỏe luôn. Và dề này em xin phép được bán với giá là 520.000 cho hình 47 nhá cô chú anh chị nhá. 520.000 cho hình 47, một dề thân nù rụt ạ. Hai mầm tơ. Hình tiếp theo hình số 49, 550.000 đây. 550.000 cho một cái dề có một thân tơ. Và hình tiếp theo là hình số 49 là một dề một thân tơ này. Em bán dề này với giá 400.000. 400.000 tiền theo rất nhiều thân già. Hình số 50. Hình số 50 này thì em bán với giá là 450.000. Hình 50 450.000. Hình 50 450.000 cho hình này đi. 450.000 mà lá cực tròn đẹp và thân nù như vậy nhá. Hình số 51 này cũng 450.000 cho cái dề này này. 450.000 cho hình 51 này. Và hình số 52, một cái dề nhỏ nhỏ xinh xinh như vậy thôi, em bán giao lưu với cô chú anh chị với giá 260.000. Và hình số 53 này là em bán 400.000 cô chú anh chị nhá. 400.000 cho hình 53 này. Và hình số 54 ạ, 54 cũng là tròn khỏe rất là đẹp như vậy. Hình 54 cũng là một dề thân rất là nù, em bán 520.000. Và hình số 55 đây, nguyên một cái dề này. Ô có một dề này, em bán dề này với giá là 220.000 đây. 220.000 thì thân già này hơi bị gập gãy rồi cô chú anh chị này. 220.000 cho dề này ạ. Rồi ạ, ngoài ra đây là những cái, à bên này em còn có mấy hình hài hương này.
Hải Hương 56. Phần Hải Hương 56 này chỉ 100.000 thôi cô chú anh chị nhá. 56 này 100.000. Và hình số 57. Hình số 57 này 150.000 ạ. Hình 58 là 120.000. Hải Hương là một trong những cái dòng hài có mặt hoa rất là đẹp và đáng sưu tầm ạ. Đây là những cái mặt hàng lan mà hôm nay bên em đang có nhá. Và ngoài ra thì em còn có thêm những chế phẩm và vật tư dành cho hoa lan. Em có chế phẩm dành cho hoa lan thì em có Atonic này với giá 10.000 một gói nhá. Và B12 với giá là 30.000 cho một lọ. B1 Thái với giá là 60.000 cho một lọ. Siêu da dễ N3M. Siêu da dễ N3M với giá là 30.000 cho một lọ. Và cái Super Thai chế phẩm sinh học giúp cây tăng trưởng rất là tốt mà không có hại cho môi trường. Cái dòng này, cái lọ Super Thai hàng chiết 50ml thể tích với giá 80.000 cho một lọ này. Và cái kiwi xanh với giá 60.000 cho một ống, cái kiwi đỏ với giá 70.000 cho một ống. Hùng Nguyễn thì em bán với giá là 50.000 cho một lọ nhé quý chị ạ. 50.000 cho một cặp như vậy và 25.000 cho một lọ này. Và cái loại phân bón lá NPK với tỷ lệ là dành cho cây con, cây trưởng thành, kích cây ra hoa, đồng giá 30.000 cho một lọ. Và cái loại phân bón NPK, phân bón thông minh, tan chậm, có kiểm soát, cũng dành cho cây con, cây trưởng thành, kích cây ra hoa, cũng đồng giá 30.000 cho một gói. Rồi là cái Kinkinbum này, cái thuốc này làm cái loại thuốc phòng và điều trị bệnh cho cây trong mùa này rất là tuyệt vời, giá là 30.000 cho một gói. Và cái bả sen ạ, bả sen một gói rất là to như vậy với giá là 20.000 cho một gói. Và cái thuốc trị rệp và các loại sâu gây hại cho cây trồng, đây, trị rệp và các loại sâu gây hại cho cây trồng với giá 20.000 cho 25.000 cho một lọ nhé. Ngoài ra thì em còn có thêm dây buộc này. Dây buộc này với chiều dài là 100m với giá là 35.000 cho một cuộn này. Cái này thì rất là dài luôn mà cái cuộn này bóng vàng này rất là dài luôn nhé, với giá 70.000 cho một gói. Và cái hàng này thì dùng rất là tiện dụng luôn ạ. Hai cô chú anh chị quấn vào và mình chỉ cần quấn lại thôi chứ không cần phải buộc gì cả cô chú anh chị nhé, rất là tiện dụng luôn. Đó, nó rất là dẻo và dễ buộc mà không cần phải thắt nút, rất là dễ dàng luôn, rất là dễ buộc luôn. Ngoài ra thì em còn có thêm vỏ thông, giá 20.000 cho 1kg, rêu 50.000 cho 1kg, dấn vụn 20.000 cho 1kg, dấn đĩa loại 35.000 cho một bảng với kích thước là 20-60, và dấn đĩa chậu nhựa móc treo và phân dê cũng với giá 20.000 cho 1kg. Và đặc biệt em có sản phẩm đó chính là tinh dầu hồi của vùng Cao Bằng, 100% chiết xuất từ những cánh hoa hồi của vùng Cao Bằng, không có lẫn chất bảo quản, không có lẫn tạp chất. Thể tích là 10ml, đồng giá là 30.000 cho một lọ nhé. À, 40.000 cho một lọ. 40.000 cho một lọ tinh dầu hồi có dạng treo, dạng lăn và dạng nhỏ giọt ạ. Và cái tinh dầu hồi này thì cái hàng này là sản xuất tại địa phương, nguyên liệu từ địa phương, nên là cô chú anh chị hoàn toàn yên tâm về cái chất lượng cũng như là cái giá thành của sản phẩm nhé. Đảm bảo chất lượng mà giá thành giảm, rất là rẻ. Cô chú anh chị có thể mua cho gia đình mình một cái sản phẩm rất là tốt ạ. Rồi em vừa giới thiệu đến